quý vị và các bạn đang đến với chương trình Quán Quen Chuyện Chất, được phát sóng vào lúc 12h30 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Và vẫn là Ngọc Nhi đây, một cô chủ quán kiêm nhân viên phục vụ công ty trách nhiệm hữu hạn một mình em luôn. Hôm nay thì quán của Ngọc Nhi rất là vinh dự khi mời đến đây một khách mời nữ rất xinh đẹp, rất tài năng, nữ diễn viên Từ Vi. Xin chào Ngọc Nhi cũng như là xin chào quý vị khán giả của chương trình Quán Quen Chuyện Chất. Tường Vi bước vào con đường nghệ thuật với vai trò là người mẫu ảnh trên các tờ báo tuổi teen như Mực Tím, Hoa Học Trò. Tiếp đến, Tường Vi tham gia một vai diễn nhỏ trong phim truyền hình Bỗng Dưng Muốn Khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Sau đó, Tường Vi chính thức trở thành một diễn viên thực thụ. Cô để lại nhiều ấn tượng với khán giả qua hàng loạt bộ phim ăn khách như Tóc Rối, Cá Rô Em Yêu Anh, Kẻ Thù Giấu Mặt. Hiểu rõ con đường nghệ thuật mình đang đi có muôn vàn khó khăn cám dỗ xung quanh, Tường Vi chọn cho mình một cách nổi tiếng an toàn với chính năng lực thực sự của bản thân. Mặc dù luôn vào những vai cá tính, nhưng Tường Vi ngoài đời lại ấn tượng là một cô gái hay cười và thân thiện. Chị Vi biết không, ai đến đây em cũng sẽ pha một cái món nước phù hợp với người đó. Khi mời chị Vi thì em mới suy nghĩ là bây giờ mình pha món gì để ta. Trước tiên là phải uống đẹp da cho chị Vi trước nè. Thứ hai là phải ngon, nên mời chị uống thử coi ngon. Nghĩa là phải vừa đẹp và vừa ngon. Và em đảm bảo với chị là cái ly nước này ngon hơn người yêu cũ của chị luôn. Hiểu rồi ha, nghi lắm. Nghi quá. Hồi nãy á, hỏi là ủa hôm nay mình sẽ đến quán xong rồi mình sẽ nói với nhau về vấn đề gì ta, nó liên quan đến người yêu cũ một chút xíu đây. Đúng không? Khi mà nhắc đến người yêu cũ chị có thích nhắc tới không, mà là thôi thì dẹp đi. Bình thường phải có cũ thì mới có mới chứ. Đúng không? Cho nên chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là có nên làm bạn với người yêu cũ hay không. Trước khi chúng ta bắt đầu trò chuyện và nói về những cái thứ cũ cũ thì cho phép Ngọc Nhi hỏi là chị Vi đã có bao nhiêu mối tình rồi? Vi không nói ra con số cụ thể, nhưng mà nó sẽ là Vi cảm thấy là trải nghiệm đủ những cái cảm xúc, vui có, buồn có, để cho khi mà bất kỳ một ai đó nói về chuyện tình yêu chẳng hạn, khi mà mình nghe loáng thoáng về những câu chuyện đó, mình cũng có thể bắt gặp được mình ở trong đó. Và còn có đủ kinh nghiệm để khuyên người ta nữa. Hên xui, cái đó thì không nói, không dám nói. Bây giờ để xem cái quan điểm về tình yêu của chúng ta như thế nào, và đặc biệt là liên quan đến người yêu cũ, thì bây giờ sẽ có những cái quan điểm và chị Vi sẽ lựa chọn là đồng ý hay là không đồng ý với những quan điểm này. Đây, khi bà đồng ý thì chị sẽ giơ giúp Ngọc Nhi là cái bảng màu xanh này. Rồi. Còn nếu mà hơi không đồng ý quan điểm này thì chọn vô X. Rồi. Đây, quan điểm đầu tiên đó là làm bạn với người yêu cũ thì rất là đau khổ. Không. Tại sao? Liên quan đến chữ là bạn thì Vi nghĩ không có gì đau khổ hết đó. Bây giờ mình cũng không còn đặt nặng về cái tình cảm yêu đương với nhau. Đúng kiểu như là bạn bè bình thường thì Vi nghĩ là tại sao mà không làm bạn. Em cũng giống chị, em chọn là đâu có gì đâu đau khổ. Đúng rồi. Vậy nếu đau khổ em đâu có chọn làm bạn. Đúng. Quan điểm thứ hai đối với người yêu cũ đó chính là nếu làm bạn với người yêu cũ, bạn không thể cởi mở với các mối quan hệ mới. Đồng ý không? Không. Tại sao? Đã gọi là cũ rồi, đã làm bạn rồi, thì bây giờ mình cứ thoải mái tìm hiểu một cái mối quan hệ nào khác thôi. Em cũng nghĩ như vậy. Khi mà mình muốn cởi mở với những mối quan hệ khác thì tức là lúc đó mình đã xong với người cũ hết rồi. Đã chọn làm bạn thì không còn yêu nữa mới làm bạn, đúng không? Tiếp theo, quan điểm đó chính là người cũ khi làm bạn có thể đưa ra quan điểm có căn cứ về những điểm tốt và chưa tốt của bạn. Đồng ý. Tại vì đó là một người mình có thể nói là tương đối rất hiểu mình trong một cái khoảng thời gian nhất định, trong một cái thời điểm nào đó, để họ có thể nhìn thấy được những cái điểm mạnh lẫn điểm yếu của mình. Em nghe chị nói rất có lý, không sai chỗ nào hết, nhưng mà em vẫn chọn không đồng ý. Tại vì với em sẽ không để thân đến mức mà họ sẽ nhận xét rằng hồi xưa tại vì em vậy cho nên bây giờ mình mới chia tay. Làm bạn, em sẽ làm bạn sơ sơ, xã giao. À, xã giao thôi. Quan điểm tiếp theo, khi làm bạn với người yêu cũ, hai người có thể cạnh tranh để cùng phát triển trong cuộc sống. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt người yêu cũ mà tóc tai bù xù, nhìn thấy mà ớn, thì họ sẽ cảm thấy là không, chúng ta kết thúc là đúng rồi. Sau một mối tình, phụ nữ ơi, phải yêu thương bản thân và phải làm đẹp nhất có thể. Với cái quan điểm cạnh tranh này, với bản thân em nha, em vẫn chọn sẽ có sự cạnh tranh ở đây. Đó là khi mà em nhìn người yêu cũ của em có người yêu mới, đúng không? Em phải có người yêu mới trước chị. Trời, cảm giác mà em có người yêu mới mà sau á, em thấy em thất bại lắm kìa. Cái gì hả? Em phải có người yêu mới trước mới được. Chưa biết là cái mức tình cảm như thế nào mà cứ phải có trước, có phải có một anh nào kế bên. Đúng, phải hơn thua vậy đó chị. Một mình mà mình vẫn
nhất thì mới hay em ạ. À, cho dù người yêu cũ có bạn gái trước hay gì đó, mà nếu mà ở đây Vi chưa có một đối tượng nào thì Vi vẫn sẽ đẹp nhất có thể, Vi vẫn phơi phới nhất có thể, chứ Vi không cần phải có một người đàn ông ở bên cạnh mình để chứng minh cho bất kỳ một ai thấy một cái điều gì hết. Vậy thì sau tất cả những quan điểm đó, chúng ta chốt lại một câu hỏi cuối cùng: có nên làm bạn với người yêu cũ hay không? Giống nhau rồi. Chị nói trước đi, tại sao? Mình đã có một cái quá trình mà yêu nhau, mình dành tình cảm cho nhau. Thì việc gì mình không làm bạn với nhau, nhưng mà tất nhiên là phải có thời gian, đúng không? Và đôi khi là mình có thể tâm sự về những cái chuyện cũ. Mình nói ra như vậy không phải là để hàn gắn cái mối quan hệ đó, hay là để cho cả hai có thể quay lại được với nhau hay cái gì hết. Nhưng mà ít ra là để cho chính bản thân mình được nhẹ nhõm hơn. Mình giải tỏa hết những cái khúc mắc, những cái khó chịu hoặc là những cái hiểu lầm. Tức là đây cũng là một cái cơ hội để mình tha thứ cho nhau. Đúng rồi. Còn riêng với Ngọc Nhi, Ngọc Nhi nghĩ là nên làm bạn với người yêu cũ là bởi vì một người mà mình đã từng chọn là người yêu thì Ngọc Nhi chắc chắn đó là một người tốt. Và một người tốt thì xứng đáng để làm bạn, đúng không? Và chúng ta có thể cùng hỗ trợ nhau trở thành một đôi bạn cùng tiến. Trong công việc mình có thể giúp đỡ lẫn nhau và cả hai sẽ tốt đẹp hơn. Vậy bây giờ mình sẽ nói về trải nghiệm người yêu cũ của diễn viên Tường Vi đi ạ. Chị đã làm bạn với người yêu cũ như thế nào? Chị chia sẻ được không ạ? Sau một cái khoảng thời gian khi mọi thứ nó lắng động hơn và cảm thấy là mình có thể chia sẻ hết tất cả những cái điều cũ, lâu lâu vẫn hẹn nhau đi ăn, vẫn chia sẻ chuyện người yêu hiện tại của mình rất bình thường luôn, mà bây giờ cảm thấy đúng kiểu là một cái người giống như là một người tri kỷ của mình như vậy. Nhưng mà cái sự làm bạn này nó sẽ kéo dài hay là nó mang tính thời điểm thôi? Đến lúc họ đã có người yêu mới thì mình không nên nữa, để tránh những cái phiền phức mang tiếng là người yêu cũ ám. Đối với Vi, đối với những người đã là bạn của Vi thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ hiện tại của Vi hết. Người yêu mới của Vi cũng vậy nữa, cũng phải là một người có một cái quan điểm nó hơi tương đồng với Vi chẳng hạn. Vi là người không khó chịu với bạn gái cũ của bạn trai hiện tại hay cái gì hết. Tại vì đối với Vi á, những cái gì đã cũ là qua. Còn nếu mà bị ảnh hưởng phiền phức hay cái gì đó thì Vi nghĩ cái người mà giải quyết cái mối quan hệ đó không phải là Vi, mà phải là bạn trai của Vi. Một người đàn ông đủ bản lĩnh là phải khiến cho bạn gái mình an tâm. Như vậy chúng ta chốt lại vấn đề, chúng ta đều đồng tình với nhau là có thể làm bạn với người yêu cũ. Quan trọng là khi mà chúng ta làm bạn được với người yêu cũ là lúc chúng ta đã có thể sắp xếp lại được hết tất cả mọi thứ, từ tinh thần, từ tâm hồn của mình và cả những thứ còn hiện hữu, những cái vết tích của mối tình cũ. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo là sau chia tay mình sẽ làm gì. Thì bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái trò khá là hot trên mạng xã hội. Nhắc đến cái tên này chắc chị Vi biết liền, không cần phải phổ biến luật chơi đâu. Nối từ. Nối từ, trò này Vi biết. Để coi ai nói từ giỏi hơn nè. Rồi, em cho chị mở hàng luôn. Chia tay. Tay chân. Chân ái. Ái kỷ. Kỷ nguyên. Nguyên vẹn. Vẹn tròn. Tròn vo. Vo ve. Ve sầu. Sầu bi. Bi thương. Thương yêu. Yêu 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 nhau. Yêu nhau. Yêu yêu đời. Yêu đời. Đời 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 đời. Đời đẹp được không? Và đời, tự nhiên đời. Đời gì ta? Một. Hết giờ. Đời sống. Tự nhiên từ đời sống thì bị quên ngang luôn. Muộn rồi chị ơi, thua rồi. À, người cũ. Cũ kỹ. Kỹ vật. Vật tư. Tư trang. Trang trại. Trại, không nên nói về trại heo ta. Năm. Trại. 4. 3. 2. 1. Hết giờ. Trại heo được mà. Em nghe nó dữ dở sao? Đã khó rồi còn kén chọn nữa, bởi vì thua luôn rồi. Một đều nha. Một đều. Bạn bè. Bè lũ. Biết ngay nói từ bè lũ luôn á. Chứ hết nghĩ ra cái gì rồi. Lũ. 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 Lũ cuốn hả? Năm. Lũ lụt. Thôi em mong chị đừng nói từ đó, tại không biết lụt gì.
Ai mà biết. Nửa tay không còn khổ phụ. Nhường thôi. Đúng rồi, nhường thôi chứ mấy cái này đối với em dễ ẹt à. Bây giờ mình nói đến chuyện là xử lý hậu chia tay đi ha. Từ cảm xúc của mình là làm sao để mình lấy lại thăng bằng trong cuộc sống rồi mình tiếp tục cuộc sống. Trong đó có một thứ cần phải xử lý nữa, đó là kỷ vật, một cái từ khóa mình vừa bóc lúc nãy. Yêu nhau chắc chắn tặng quà rất nhiều. Nếu mà không rơi vào cái trường hợp là chia tay đòi quà thì mình sẽ giữ rất là nhiều thứ đúng không? Và chị Vi sẽ thường làm gì với những thứ kỷ vật đó? Mình vẫn giữ chứ. Đó là một món quà mà vốn dĩ không phải chỉ quà của người bạn trai Vi hay là người yêu cũ Vi mà Vi mới giữ. Của bạn bè, của tất cả mọi người. Nói chung đã là quà là Vi giữ lại hết. Mọi người hay có khái niệm là đã chia tay là ôm đồ hết xong rồi trả rồi này kia. Mà Vi nghĩ là nếu mà có không vui vẻ thì Vi vẫn giữ à. Nhưng mà Vi sẽ để vào cái góc nào đó mà để Vi không thấy chẳng hạn. Vi rất thích là tự nhiên sau này mình dọn đồ của mình nhìn lại những cái đó mình cảm thấy đã có một cái lúc mà mình đã nồng nhiệt, đã có người dành cho mình nhiều tình cảm và quan tâm mình nhiều như vậy và hiểu luôn cả những cái sở thích của mình, đáng trân trọng chứ. Cái này em hoàn toàn đồng ý với chị Vi luôn, tại vì em cũng giống vậy. Em giữ hết từ cái người yêu đầu tiên cho đến người yêu gần nhất. Và cái cảm giác lúc mà em dọn nhà, em hay mở ra cái em thấy là những cái thư tình á vẫn còn để lại. Sau đó em thấy ồ, thì ra ngày xưa cũng yêu mình nhiều đến như vậy hả. Trong cuộc sống chắc hẳn chị cũng gặp rất là nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ nè. Thì có những người bạn nào của chị mà họ chia tay xong là họ muốn kiểu xóa ký ức hết và cực kỳ ghét người yêu cũ không? Cái chuyện đó là chỉ thể hiện cái chuyện là họ còn quá nhiều tình cảm với đối phương thôi. Đối với Vi nha, cái chuyện mà nó đau lòng nhất á, không phải là khi mà họ làm cái gì với mình mà khi họ thật sự họ lãng quên mình luôn á. Kiểu mà cái sự tồn tại của mình có hay không có thì đối với họ bây giờ nó cũng chẳng quan trọng gì hết. Và em nghĩ là những cái gì trải qua trong quá khứ á, nó luôn là những cái tươi đẹp. Những cái không vui em không có nhớ và em muốn cất nó vào một cái góc riêng. Vi nghĩ là không có gì hết á. Mình cứ giữ đi, đây là người yêu cũ, đúng không? Nhưng mà quan trọng hiện tại là ai và là như thế nào. Em thấy những cái hình ảnh, những cái tin nhắn đó nó giống như một cái tấm gương phản chiếu á, để mình nhìn lại mình và sai chỗ nào làm lại chỗ đó. Đúng rồi. Cái bài hát mà gần đây cũng khá là hot của anh Hamlet Trương, đó là Mẹ Em Nhắc Anh của Orange hát. Thì cái vấn đề mà chúng ta thường hay gặp phải hậu chia tay đó là người yêu cũ đã lỡ thân thiết với gia đình của mình rồi và bố mẹ của mình cứ nhắc đi nhắc lại hoài, thì chị sẽ xử lý những cái chuyện đó như thế nào? Nói về khía cạnh gia đình thì ba mẹ Vi không có như vậy. Ví dụ như tình cờ thấy thì ba mẹ nói là hôm nay ba mẹ có gặp bạn đó này kia vậy thôi. Ba mẹ Vi rất là hiện đại. Hiện đại đây là hiện đại ở trong tư tưởng á. Và bản thân Vi cũng vậy nữa. Tại vì Vi không có hay tâm sự về những cái chuyện tình cảm với gia đình đâu. Nhưng mà ba mẹ Vi sẽ thấy là cái anh đó có vẻ xuất hiện hơi nhiều rồi nha, là biết có mùi rồi đó. Mà thấy anh đó dạo này không xuất hiện nữa là biết mất mùi rồi đó. Đó là chỉ như vậy thôi. Chỉ cần nhìn những cái đối tượng mà mình đã dắt về nhà thì ba mẹ mình luôn yên tâm, phải đàng hoàng, hoặc là công việc ổn định, rồi ít nhất là một người mà mình cảm thấy là tử tế đó. Cho nên là không bao giờ có cái chuyện là bị so sánh người trước với người sau hay cái gì hết. Còn nhà đối phương thì sao? Chị thân với ba mẹ người ta rồi ba mẹ người ta vẫn còn gọi điện muốn rủ chị qua chơi thì chị giải quyết sao? Nếu như mà bạn trai cũ của Vi lúc đó không có bạn gái hay cái gì đó thì Vi vẫn bình thường, tại vì đó là trường hợp Vi đã từng gặp rồi. Đâu có phải là mình chia tay với họ là tự nhiên mình cắt đứt hết tất cả, tôi không quen, tôi không biết cái gì đâu. Vi vẫn bình thường, Vi vẫn có thể gặp em gái họ, nhắn tin chúc sinh nhật hoặc là nói chuyện với mẹ họ bình thường. Họ có bạn gái hoặc là họ lập gia đình chẳng hạn thì mình phải thật sự tiết chế cái chuyện đó lại. Nếu đặt trường hợp mình là cô gái đó thì mình cũng sẽ khó chịu. Đó là mối quan hệ gia đình. Còn mối quan hệ bạn bè, có những cô gái sẽ chơi rất thân với bạn của anh đó. Như bình thường. Vi không có bị cái tư tưởng là cắt đứt với người này là coi như là tuyệt giao hết tất cả những mối quan hệ xung quanh họ, không có. Em cũng nghĩ như vậy, là trong những cái mối quan hệ, nếu mà chúng ta có thêm nhiều cái mối quan hệ bên ngoài khác nữa, có thêm bạn bè thì càng tốt. Đâu có dễ mà người ta vẫn trò chuyện với mình, tại vì người ta quý mình nên trân trọng. Qua những chia sẻ này thì quý vị cũng thấy một điều rằng sau chia tay, gọi là hậu chia tay đi, thì sẽ có rất nhiều vấn đề để chúng ta cần phải giải quyết. Và khi mà chúng ta kết thúc một chuyện tình, đó không phải chỉ là chuyện của hai người mà còn là những mối quan hệ xung quanh và những việc chúng ta phải xử lý sau đó, từ những kỹ vật là xử lý về vật chất cả tinh thần của mình nữa. Mỗi người sẽ có một cách xử lý khác nhau và hãy tìm một cách phù hợp để lòng của mình thật là yên bình và có thể đón nhận những mối quan hệ mới.
Và bây giờ chúng ta phải lưu ý những điều gì và những nguyên tắc khi mà chúng ta làm bạn với người yêu cũ. Em sẽ có hai tình huống dành cho chị Tường Vy ngày hôm nay. Tình huống này thì đòi hỏi cái kỹ năng diễn xuất, nhưng mà cũng không phải diễn xuất đâu. Em nghĩ là xử lý trong cuộc sống, và chị có thể là chính con người của chị. Nếu chị gặp tình huống này ngoài đời thì chị sẽ làm gì? Cũng có thể chị đã từng gặp rồi đó chứ. Mình thử đi ha. Tình huống đầu tiên đó là người yêu cũ bất ngờ gọi điện hỏi thăm sau một thời gian dài không liên lạc và hẹn gặp lại. Ủa là cầm điện thoại đúng rồi. Rồi. Alo. Alo, em hả? Ừ. Sao hồi đó em nói chuyện với anh em dạ, bây giờ rồi em? Tùy tình huống chứ, bây giờ em muốn em muốn dạ dạ, anh thích nào cũng được, chiều hết. Sao tự nhiên giọng điệu em nói chuyện với anh khác hồi xưa quá, tự nhiên cảm thấy hụt hẫng quá. Em nói là chia tay mình vẫn làm bạn, mà sao làm bạn gì mà em hời hợt với anh vậy? Ủa mấy người có quan tâm chăm sóc gì tôi không? Lâu lâu mấy người mới gọi một lần thì mắc mớ gì tôi phải quan tâm chăm sóc mấy người. Ngộ. Thôi thì bây giờ cho anh cơ hội quan tâm chăm sóc em nè. Đi uống cà phê với anh được không? Không, vậy nghe là thấy chướng rồi, đời cũng bao giờ uống cà phê đâu. Vậy chứ em có thể dành cho anh một buổi tối không? Buổi tối làm gì trời? Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em mà anh cảm thấy anh quá sai trong quá khứ á. Bây giờ cho anh một cái cơ hội để nói lại một vài điều được không? Nói qua điện thoại cũng được nè. Nói chung là em không có muốn gặp anh hả? Không, rảnh thì sẽ gặp nhưng mà hiện tại không có rảnh. Thì chừng nào em rảnh anh đợi được. Thì anh cứ đợi đi, khi nào em rảnh em nói. Nhưng mà biết tại sao anh muốn gặp em không? Tại sao? Em còn nợ tiền anh chưa trả á. Ủa vậy hả? Nhiều. Em còn nhớ không, 20 chiều hôm bữa mượn anh mà sao không trả, chia tay rồi em tưởng anh quên hả? Em mượn tiền em kêu mua túi sách, sao em không trả lại? Không, vậy là anh lộn rồi. Em nghĩ là anh lộn với con nào rồi, đời tôi không bao giờ mượn tiền đi mua túi sách đó. Chọc em chút thôi chứ em đâu có mượn tiền anh. Nhưng mà bây giờ anh gọi muốn mượn tiền em nè. Em mới có tiền cho anh mượn 10 triệu đỡ. Bớt đi, bớt đỡ mượn. Ủa, tiền nha. Ủa em kêu làm bạn mà bây giờ hả, gặp cũng gặp. Bạn thì giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn chứ. Ủa em thấy anh nó khó khăn. Em ơi bye bye, không làm bạn nữa, không cho mượn tiền thôi bye. Ừ vậy đi đỡ. Thì có, nếu mà mượn tiền thì chị cho không? Không em, trả lời thẳng luôn không? Nên anh cúp máy rồi. Ừ, anh cúp máy là hợp lý đó. Tiếp tiếp. Bây giờ chúng ta đến với cái tình huống thứ hai. Bạn gái mới của người yêu cũ liên tục gọi điện, nhắn tin đòi hẹn gặp vì chuyện gấp. Sau một thời gian bị làm phiền thì Tường Vy đã quyết định gặp mặt cô ấy để nói cho rõ ràng. Và gặp ở chỗ quán quen chuyện chất. Em thấy chị đẹp hơn trong ảnh ha? Tất nhiên là em, ai nói vậy. Bây giờ chị có người yêu mới chưa? Đó không phải chuyện của em. Em cũng không quan tâm lắm chuyện chị có người yêu mới chưa hay không. Nhưng mà em không biết là tại sao chị cứ nhắn tin, cứ gọi điện, cứ đi gặp bạn trai em hoài, em cảm thấy khó chịu lắm. Chị với ảnh là người yêu cũ, nhưng hiện tại có liên quan đến nhau về công việc. Và cái công việc đó thì nó liên quan đến tiền bạc thôi, nó không vấn đề gì hết, ai cũng phải sống mà đúng không? Cho nên là chị nghĩ là cái vấn đề đó thì em phải giải quyết với bạn trai của em. Một là kêu bạn trai em nghỉ luôn, khỏi làm, như vậy mới ngầu ha. Còn hai là tự tìm hiểu và im luôn ha. Tại vì em thấy trong những cái tin nhắn công việc đó có một vài tin nhắn ảnh nói không liên quan đến công việc. Chuyện của chị với ảnh thì mắc mớ gì em phải ra em nói chuyện. Tại bây giờ ảnh là người yêu của em. Ảnh là người yêu của em có nhưng mà ảnh là đồng nghiệp của chị. Khi mà ảnh đã đề nghị với chị, ảnh kể về em thì có nghĩa là chị nên tương tác với ảnh về câu chuyện về em. Ủa vậy là chị muốn ảnh chia tay em hả? Chị đúng kiểu là người yêu cũ mà phá rối cuộc tình này luôn á. Khi em gặp chị ngày hôm nay thì chị càng khẳng định luôn là ảnh nên chia tay em. Em tệ quá đúng không chị? Cái câu này não ngắn thì sao hả? Nhớ nghe. Okay. Đây là cái trường hợp mà Vi nghĩ là vẫn có nhiều lắm nha. Tại vì có những người họ để cái cảm xúc quá mạnh đi. Và họ luôn đặt cái chuyện yêu đương của họ bị lên hàng đầu á. Và họ sẽ khó chịu kinh khủng khi mà bạn trai của mình có bất kỳ một cái sự quan tâm hay là một cái sự liên lạc cái gì đó với phái nữ thôi, chứ đừng nói là người yêu cũ nha. Cái điểm mà chúng ta dễ dàng nhận ra ở những cái cô gái mà họ không yên tâm nè, họ đòi gặp người yêu cũ giống như cái cô gái lúc nãy em đóng á, thì đó chính là họ thứ nhất chưa tự tin vào bản thân của mình, thứ hai không có tin vào tình yêu của người đàn ông đó. Thực sự luôn, nó bị ảnh hưởng nhiều bởi cái sự không tự tin á. Không tự tin vào cả bản thân mình và cả với cái tình yêu của mình nữa. Cho nên lúc nào cũng cảm thấy lo sợ, run rẩy khi mà có bất kỳ một cái đối phương hoặc đối tượng nào xuất hiện. Vậy bây giờ chúng ta sẽ rút ra một cái kinh nghiệm dành cho những bạn nữ đi ha. Đó là chúng ta nên lưu ý điều gì khi làm bạn với người yêu cũ. Các bạn nữ hãy biết trân trọng và yêu thương chính bản thân mình. Vi nghĩ là đừng đặt tình yêu lên hàng đầu.
Vi sợ lắm với trường hợp là không có anh là em sẽ chết. Đối với Vi chỉ không có không khí là nó chết luôn. Và với Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi nghĩ khi mà chúng ta muốn bắt đầu một mối quan hệ bạn bè với người yêu cũ thì trước hết mình phải cho nhau một cái thời gian nghỉ, đến với nhau bằng hai tâm hồn bằng phẳng, không có chút gì lưu luyến thì mới làm bạn được một cách đúng nghĩa. Thứ hai là giống như chị Vi nói, mình phải luôn tự tin và đặt mình cái thế ở trên, tức là em cho phép anh được làm bạn với em chứ không phải là em năn nỉ anh ơi cho em làm bạn với anh, đúng không? Thì từ đó mình sẽ có thể giải quyết tốt được mối quan hệ này. Vậy bây giờ những trường hợp nào mà chúng ta không nên và tuyệt đối đừng làm bạn với người yêu cũ? Vi nghĩ là với những mối tình mà kết thúc không êm đẹp, Vi nghĩ đó là không nên. Hoặc là với những cái trường hợp mà người ta nói là hay bị xen người thứ ba vô hay gì, không nên. Thời điểm đó chắc là mình sẽ rất khó chịu, nhưng mà thời gian trôi qua thì cái trường hợp đó vẫn có thể làm bạn được chứ không phải là không. Khi nào mà mình nên làm bạn với người yêu cũ? Mình cảm thấy muốn thì làm thôi, khi mà mình không có thể ở bên cạnh nhau như hai người yêu. Nhưng mà thực sự nếu làm bạn thì sẽ rất hợp, thì Vi nghĩ nên. Chúng ta nên kết thúc mối quan hệ bạn bè với người yêu cũ khi nào? Nếu là Vi nha, nếu mà đối phương, ví dụ như người yêu mới hoặc là vợ của đối phương cảm thấy thật sự là khó chịu về cái sự xuất hiện của mình, thì Vi nghĩ là mình nên biết cách làm gì. Còn nếu như bạn gái hoặc là vợ của người đó mà cảm thấy là không yên tâm về mối quan hệ này, nếu là Vi nha, thì Vi sẽ nói ảnh mời đi ăn chung luôn. Đôi khi là Vi sẽ rủ bạn trai Vi ra luôn để cho cả hai đều rất yên tâm. Mình hãy cho họ thấy đi, cho họ thấy là cái mối quan hệ này hiện tại như thế nào, thì đôi khi là họ sẽ có lòng tin hơn. Khi mà chúng ta thấy đối phương chưa thực sự quên hẳn mình, họ có một cái ý định nào đó muốn quay lại, hay có những cái lời mời khiếm nhã, hay thậm chí là trong công việc họ lợi dụng mối quan hệ là người cũ, thì với những mối quan hệ bạn bè bình thường, mình thấy một người bạn như vậy mình cũng nghỉ chơi rồi, chứ đừng nói chi là người yêu cũ, đúng không? Thì tùy vào mọi người mà trong những cái tình huống thì mình sẽ lựa chọn là duy trì hay là kết thúc cái mối quan hệ bạn bè với người yêu cũ. Bây giờ trước khi kết thúc thì cho một cái lời khuyên dành cho tất cả các bạn đang lăn tăn những cái việc là có nên làm bạn với người yêu cũ hay không. Vi nghĩ là khi mà chúng ta đã cùng nhau trải qua một cái khoảng thời gian dành cho nhau những cảm xúc tốt đẹp, chân thật, thì đó đều là những người mà mình cảm thấy là mình đã từng muốn ở bên cạnh. Cho dù bất kỳ một cái lý do nào đó mà mình không thể ở bên cạnh nhau được nữa, mình có thể ngồi xuống nói với nhau những tâm tư tình cảm chẳng hạn, hoặc là trong cái dịp tình cờ nào đó để có thể gặp lại nhau và nói hết tất cả, thì tại sao mà không làm bạn, đúng không? Đôi khi đó sẽ là những người bạn tốt và những người bạn giúp cho mình có thể có được những cái lời khuyên rất là tốt đẹp. Ngọc Nhi cũng tin chắc rằng các bạn khán giả ngày hôm nay mà có nghe những chia sẻ của Ngọc Nhi với Tường Vi, đặc biệt là các bạn nữ, thì các bạn cũng sẽ có được cho mình những cái quyết định phù hợp nếu mà các bạn vẫn đang phân vân, đang lăn tăn cái chuyện là làm bạn với người yêu cũ hay không. Thôi bây giờ chia sẻ thêm về kế hoạch trong tương lai của chị đi ạ. Sắp tới là sẽ ra mắt bộ phim Sóng Gió Hào Môn trình chiếu ở trên truyền hình. Khán giả cũng sẽ bắt gặp Vi một vai diễn khá là cá tính. Còn những cái dự định trong tương lai không dám chia sẻ nhiều, tại vì đôi khi là mình sợ là mình chưa thực hiện được, nhưng mà giống như nói trước bước hôm qua, cho nên là Vi sẽ đến cái nào Vi sẽ chia sẻ cho mọi người cái đó nha. Cảm ơn chị Tường Vi rất nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian có những cái chia sẻ về chuyện có nên làm bạn với người yêu cũ hay không. Và Ngọc Nhi thấy một điều rằng làm bạn với người yêu cũ hay không không quan trọng, nó là quyết định của mọi người và lựa chọn riêng của mỗi người. Chúng tôi không khuyên gì mọi người phải nên thế này, phải nên thế kia, nhưng khi chúng ta đã chọn làm bạn với người yêu cũ thì chúng ta phải có những cái điều lưu ý và hãy giải quyết làm sao cho mọi chuyện quay trở về mức cân bằng để đó thực sự là một tình bạn. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và cũng mong Quán Quen Chuyện Chất sẽ là một nơi để quý vị khán giả có thể tin tưởng và lắng nghe những cái quan điểm của khách mời, của Ngọc Nhi, và chúng ta sẽ thay đổi được cuộc sống của mình hay là nhận được những cái lời khuyên nào đó thật là bổ ích nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho Quán Quen Chuyện Chất cũng đã hết rồi ạ. Hẹn gặp lại mọi người, quán của Ngọc Nhi vẫn sẽ mở cửa vào lúc 12:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Còn bây giờ Ngọc Nhi và diễn viên Tường Vi xin chào quý vị và hẹn gặp lại. We'll be right back.